Dự buổi sinh hoạt chi bộ thôn Phúc Tá, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi vào chiều nay, ngày 5 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, yêu cầu khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 3, được dự báo là siêu bão có thể đổ bộ vào địa bàn tỉnh. Và ngay trong trước mắt nữa, đấy là cuối tuần này chúng ta sẽ đón nhận cơn bão số 3 với sức gió là lên đến cấp 16 và có thể giật đến cấp 17. Tốc độ gió là lên tới 184 đến 202 km/h. Đây có thể nói là siêu bão. Cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo huy động toàn bộ nhân dân và các lực lượng triển khai ngay các biện pháp trước hết là phòng chống cơn bão này để bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân, bảo vệ hoa màu, lúa. Chỉ còn hơn một tháng nữa đến vụ thu hoạch thôi. Tháng 7 chúng ta đã bị một trận mưa rồi. Tháng 9 này mà chúng ta lại bị một trận bão này nữa, mà chỉ còn hơn một tháng nữa đến vụ thu hoạch thôi. Thì thiệt hại đối với người dân là vô cùng lớn. Cho nên các biện pháp về phòng chống bão bắt đầu từ hôm nay và ngày mai cần phải huy động các lực lượng để bảo đảm công tác phòng chống bão. Trước mắt là thực hiện cái việc khơi thông cống rãnh mương máng để không dẫn đến là ngập lụt. Hưng Yên của chúng ta thì bão khi trực tiếp đổ vào đây, thế nhưng mà ảnh hưởng chúng ta hay bị mưa, rồi hoàn lưu bão chúng ta hay bị ảnh hưởng. Thế cho nên là để rất quan tâm đến công tác chống úng, chống ngập. Trận mưa của tháng 7 vừa rồi là chúng ta cũng là một địa phương chịu thiệt hại lớn ấy, với hơn 400, gần 500 hecta bị ngập úng trên địa bàn tỉnh. Tôi trực tiếp xuống kiểm tra. Thế cho nên là đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng rất quan tâm đến việc này, bảo vệ tuyệt đối cây cối mùa màng cho nhân dân, kiên quyết để không để xảy ra thiệt hại về người.